Xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Spy Room. Hôm nay sẽ là bài viết Cờ vua và cờ tướng, một so sánh tử tế. Bài viết này được viết bởi tác giả Tonat. Và ngay sau đây sẽ là nội dung của bài viết. Đầu tiên có lẽ cần giải thích nhan đề. Tôi dùng từ tử tế ở đây theo hai nghĩa là chỉn chu và lương thiện. Sở dĩ làm như vậy là để phân biệt bài so sánh này với hàng chục bài khác đang có trên mạng, hoặc là chúng thiếu đi sự chỉn chu vì chỉ là vài bình luận ngắn ở các diễn đàn cờ, hoặc là thiếu lương thiện vì được viết cho đủ KPI dưới tay mấy thằng diễn giả self-help. Bọn nó so sánh kiểu tượng cờ tướng không qua sông là do trung thành đến ngu muội, còn tượng cờ vua chia nhau ra đứng hai ô khác màu là do tính kỷ luật cao và rõ ràng. Tiếp theo nói đến bản chất của bài viết này, ở đây tôi chủ ý so sánh theo kinh nghiệm của một người chơi cờ nghiệp dư thay vì so sánh bằng toán học như là khi chơi bằng máy hoặc là như kỳ thủ chuyên nghiệp. Việt Nam thuộc số hiếm các quốc gia mà cả cờ vua lẫn cờ tướng đều được chơi rộng rãi, vậy mà không ai có thể viết bài so sánh nhằm giúp người chơi mới có một cái nhìn bao quát thì thật là một điều gì đó thiếu sót. Do đó, bài viết này sẽ như một chỉ dẫn cho người mới học để bớt bỡ ngỡ cũng như nhanh lên tay khi học một trong hai môn này. Vì viết theo kinh nghiệm nên tôi nghĩ người viết phải có kinh nghiệm chơi cờ, và nếu như chơi cờ khá thì càng tốt. Trên đây là chỉ số cờ vua của tôi. Điểm xếp hạng được lấy từ Chess.com, trang chơi cờ vua chuyên nghiệp và phổ biến nhất trên thế giới hiện nay. Chess.com và LiveChess.org là hai trang web phổ biến nhất, nhưng tôi chỉ chơi ở một nơi. Giang hồ đồn đại rating ở Chess.com tương đương với rating ở LiveChess.org cộng thêm 200. Tức là rating 1.600 đến 1.700 của tôi ở Chess.com có thể tương đương với 1.800 đến 1.900 ở LiveChess.org. Lưu ý, rating rất khác với cả Elo. Các group cờ vua bây giờ hay gọi rating là Elo, sai hoàn toàn. Nhân nói với cờ vua, trước đây tôi đã có một bài viết chỉ trích bọn diễn giả self-help mang cờ vua ra thuyết giảng về ý đồ xấu, mang tên Cờ vua và những triết lý được nhìn từ lỗ đồng xu. Còn đây là chỉ số cờ tướng của tôi. Điểm xếp hạng được lấy từ app Chinese Chess của Ricky Barron Studio, một app cờ tướng của Tàu. Số lượng người chơi cũng là khá, lúc nào cũng có từ 10.000 đến 15.000 người online. Tôi đang ở đẳng cấp T6 player của cái app này. Thật ra chỗ chơi cờ tướng phổ biến nhất là cái app Thiên Thiên Tượng Kỳ, nhưng bọn này bế quan tỏa cảng, app ấy chỉ có mỗi tiếng Tàu. Để chơi được thì phải có AQQ hoặc là WeChat, hai mạng xã hội mà không cho người ngoài Trung Quốc đăng ký. Người Việt Nam chơi ở đó thì thường mua ác ngoài chợ đen, không biết tiếng Tàu thì phải sờ từng nút để đoàn công dụng. Tất nhiên là tôi không làm điều đó. Tính tôi không thích bon chen khi người khác đã đóng cửa, cố chen vào nó cứ hèn hèn. Ngoài các app Tàu thì chỉ có app Việt, người Tây gần như không chơi cờ. Họ có web CNQ.com, nhưng lượng người chơi cực kỳ ít. Bài viết này tôi sẽ chia ra làm 3 phần. Một phần so sánh những thứ thuộc về phần bề mặt của hai loại cờ để người ngoại đạo cũng có thể đọc được. Phần 2 sẽ so sánh những thứ sâu hơn mà phải biết chơi thì mới hiểu được. Phần 3 là chia sẻ kinh nghiệm học cờ tướng của tôi dưới tư cách là một người đã thành thạo cờ vua. Thỉnh thoảng trong bài sẽ dùng các thuật ngữ cờ và cách đọc biên bản cờ. Tôi sẽ không giải thích chúng ở đây vì nó rất dài. 1. Những khác biệt trên bề mặt. Phần này viết về những khác biệt thiên về kiến thức, thưởng thức và văn hóa hơn là chơi môn cờ. Tôi tách ra để người ngoại đạo không có ý định chơi cờ cũng có thể đọc được. 1. Nguồn gốc. Điều duy nhất mà tôi thấy bài so sánh của bọn diễn giả self-help nói đúng ấy là cờ vua mang văn hóa phương Tây và cờ tướng thì mang văn hóa phương Đông. Những người phản bác thường nói rằng cả hai đều chỉ mang văn hóa Ấn Độ vì cho rằng tổ tiên chung của chúng là cờ Chaturanga, Ấn Độ. Thế là sai hoàn toàn. Cứ coi như là thuyết Chaturanga là đúng đi, nhưng cờ vua và cờ tướng ngày nay đã khác cờ Chaturanga rất là nhiều. Những khác biệt này nảy ra khi chúng được du nhập đến những nơi khác nhau. Phủ nhận điều này cũng ngớ ngẩn, như cho rằng tất cả người trên thế giới này đều là người châu Phi chỉ vì loài Homo sapiens xuất hiện lần đầu tiên ở châu Phi và phớt lờ đi tất cả các sự tiến hóa của loài người khi ở mỗi châu lục riêng. Tôi nói, coi như là thuyết Chaturanga là đúng bởi vì giới học thuật hiện tại vẫn tranh cãi về nguồn gốc của các loại cờ. Có thuyết cho rằng cờ lục bác mới là tổ tiên của cờ, chứ không phải là cờ Chaturanga. Tôi không có vấn đề gì về các thuyết khác nhau, chỉ là nếu đã theo thuyết nào thì phải đi đúng với cả logic của nó, không nửa nạc nửa mỡ. Nếu cờ là văn hóa phẩm, thì sản phẩm này phản ánh văn hóa của từng vùng là đúng rồi. Nhưng phản ánh thứ văn hóa như thế nào thì chủ đề và độ dài bài viết này sẽ không cho phép. Có thể nói trước là tôi kịch liệt phản đối những người mang tư duy cuộc cờ là cuộc đời và chống lại mọi thể loại suy diễn từ cờ ra đời. Cờ là trò chơi. Đúng là lấy cảm hứng từ đời để thành hình, nhưng không phải vì thế mà có thể suy ngược từ cờ ra đời. Ví dụ luật lộ mặt tướng,
tiếng tàu gọi là phi tướng, sinh ra chỉ để phục vụ trò chơi. Nó giảm tỷ lệ hòa và do đó nó hay hơn, chứ không phải là phục vụ cuộc đời, không phải là để suy diễn. Vì hai thằng tướng ghét nhau nên chúng nó không nhìn nhau, và thật lố bịch khi tiếp tục suy diễn. Đấy là tư duy nhỏ nhen của người phương Đông khi để hận thù phá hỏng đi cái cơ hội gặp mặt đàm phán. Cũng lố bịch không kém nếu cho rằng Tốt Phong thành hậu là phi logic, vì hậu là nữ, vì chẳng có phi logic gì ở đây cả. Ngay từ cái suy nghĩ Tốt là người lính nam trong đời thực đã cho thấy cái sự ngu xuẩn rồi. Cờ được thay đổi thường xuyên, bắt Tốt qua đường và nhập thành mới có vài trăm năm gần đây. Và sự thay đổi này phục vụ niềm vui đối với trò chơi, chứ không cần phải đếm xỉa đến tính thực tế đối với cuộc đời. 2. Luật cờ. Với cờ vua, điều hài hước là không nhiều người nghiệp dư đủ hiểu để xếp quân cho đúng. Muốn xếp đúng bắt buộc phải như sau. Bàn cờ phải xoay cho ô góc dưới bên trái có màu đen mới là đúng chiều. Khi xếp quân, hãy nhìn theo góc nhìn của quân trắng, với nửa bên trái là cánh hậu, nửa bên phải là cánh của vua. Quân hậu và vua nằm đúng theo cột thuộc nửa bàn mang tên nó. Quân đen xếp phản chiếu theo quân trắng. Nguyên tắc xếp trắng trước, đen phản chiếu rất hữu dụng vì nó có thể áp dụng cho biến thể cờ ngẫu nhiên Chess 960 cùng nhiều thể biến khác. Nếu bàn cờ có tọa độ thì quân trắng phải được xếp từ hàng 1 và 2, kéo theo đó cột vua là E, hậu là D. Ô đen dưới trái tên là A1, nhờ có tọa độ mà ta chỉ cần nhìn bàn cờ là biết chiều đi của nó, tốt đi như thế nào, tránh hiểu lầm cho tốt đi lui. Với cờ tướng thì xếp quân đơn giản hơn nhiều. Thực tế chỉ cần biết xếp 1/4 bàn cờ là đủ, rồi cho phản chiếu lại 2 lần, thành một bàn hoàn chỉnh. Người xếp chỉ cần nhớ mặt quân và vị trí đứng của quân ở 1/4 bàn là được. Tọa độ của bàn cờ tướng cũng đơn giản, không đánh dấu hàng ngang mà chỉ đánh mỗi cột dọc từ 1 đến 9. Theo chiều phải sang trái, mỗi bên đánh số theo hướng của mình, thành ra là hai bên ngược nhau. Bên đỏ đánh dấu bằng chữ, bên đen thì bằng số, cái khó duy nhất là phải nhớ mặt quân bằng chữ tàu mà thôi. Về cách đi quân, cờ tướng cũng đơn giản hơn khi không có những cách đi ít dùng đến. Ở cờ vua thì có luật bắt tốt qua đường, tôi thường xuyên thấy dân nghiệp dư trong các group đang lên thắc mắc, có người còn tưởng đối thủ hack. Nói chung là nếu chỉ học lỏm thì cờ vua sẽ khó hơn cờ tướng. Mục này chỉ nói qua về vài khác biệt lớn về luật này mà thôi. Những khác biệt nhỏ như là cách đi của tốt, tượng, v.v. hẳn mọi người đã đều biết rồi. 3. Biến thể. Biến thể cờ là loại trò chơi được cho là có liên quan, bắt nguồn hoặc lấy cảm hứng từ một loại cờ nào đó. Theo The Encyclopedia of Chess Variant thì cờ vua có đến 2.000 biến thể. Trong khi đó cờ tướng, do không có sách nào liệt kê, tôi tra cứu trên mạng chỉ thấy tầm chục biến thể là cùng. Điều này cũng không hề đáng ngạc nhiên vì số lượng quốc gia chơi cờ vua nhiều gấp nhiều lần cờ tướng. Ở Việt Nam, theo tôi quan sát thấy, cờ vua cũng được chơi ở nhiều biến thể hơn, điển hình là cờ ngẫu nhiên, Chess 960, hoặc là cờ Goth. Gothic Chess, cờ vua 4 người, 4 player chess, đều được chơi. Đa phần mọi người chỉ chơi trên mạng, còn biến thể cờ tướng được chơi ở Việt Nam tôi thấy có duy nhất là cờ úp mà thôi. 4. Trong văn hóa dân gian. Ở những nơi sinh hoạt văn hóa như là lễ hội, quán cà phê cờ, thú vui chơi vỉa hè, vân vân, thì cờ tướng vẫn đang mạnh mẽ hơn là cờ vua. Cũng dễ hiểu vì trò này du nhập vào nước ta từ rất lâu rồi. Do thiếu thốn tài liệu nên tôi chưa biết chính xác thời gian, nhưng đủ lâu để nó đi cả vào kho thành ngữ, tục ngữ của dân tộc. Cũng như trở thành một phần trong các lễ hội, chơi cờ người, giải cờ thế đầu năm. Còn cờ vua thì mới chỉ du nhập vào nước ta chưa đến 100 năm. Tuy nhiên, cờ vua đang có một sức bật rất lớn với giới nghiệp dư bây giờ. Đã có nhiều quán cà phê cờ, nơi các hội nhóm hẹn nhau đều đặn đến chơi cờ mỗi tuần, mở các giải đấu online và offline. Với giới chuyên nghiệp thì các lớp dạy cờ vua cho trẻ em nhiều hơn là cờ tướng, kỳ thủ cờ vua chuyên nghiệp cũng sống ổn hơn với nghề. Nghịch lý đáng buồn cho cờ tướng là dù phổ biến như vậy, nhưng giới chơi chuyên nghiệp rất khó để sống bằng nghề. Tầm chục năm trước, làng cờ tướng đã có câu đùa chua chát, cờ càng cao, nhà càng thấp. Sinh hoạt trong cả hai group cờ, tôi thấy độ tuổi người chơi cờ vua ở Việt Nam thường trẻ hơn so với chơi cờ tướng. Nếu các bạn thích bài viết này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spy Room, còn mình là PinkDot. See ya!